Việt Nam thắng ngược Dortmund 2-1 trên sân Mỹ Đình. Tối ngày 30 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Dortmund 2-1 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình. Hai bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi do công của Tiến Linh và Tuấn Hải. Ngay phút đầu tiên, tuyển Việt Nam đã tạo ra pha bóng nguy hiểm với sự xuất hiện của Trọng Hoàng bên cánh phải. Đáng tiếc, sau khi pha căng ngang của anh, Trương Ngọc Quang đã không thể chạm vào bóng. Cú sút nguy hiểm thật sự đầu tiên thuộc về Dortmund. Daniel Malen tận dụng pha phản công để thoát xuống, loại bỏ Thanh Bình rồi tung cú sút chân trái. Dù vậy, thủ thành Văn Toàn đã cản phá thành công. Tuyển Việt Nam phối hợp quá hay. Những đường chuyền ngắn đã giúp mở ra cơ hội cho Phan Văn Đức, nhưng cú sút của cầu thủ này đi không đủ hiểm để đánh bại thủ thành Meyer. Không bất ngờ, Dortmund là đội mở tỷ số. Từ cánh trái, Nico Schur tạt vào rất dẻo để Paslat nhạt bóng lại. Malen nhờ đó dứt điểm ở thế thuận lợi khiến Văn Toàn chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới. Bàn thắng dành cho Dortmund là hoàn toàn hợp lý. Tuyển Việt Nam dù có vài tình huống phối hợp hay, nhưng Dortmund vẫn thể hiện được đẳng cấp tốt hơn. Mỗi pha đem bóng của họ đều tiềm tàng nhiều nguy hiểm khiến hàng thủ của Việt Nam gặp khó khăn. Tuyển Việt Nam bất ngờ gỡ hòa. Hồng Duy thoát xuống rất thoáng bên cánh trái và quyết định dứt điểm. Tuy thủ thành Meyer cản được, nhưng bóng lại bật ra ngay vị trí của Tiến Linh và tiền đạo của Việt Nam dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Văn Toàn vượt qua trung vệ đẳng cấp Mats Hummels rồi tung cú sút quyết đoán. Đáng tiếc khi thủ thành vào sân thay người là Loska đã cản phá tốt. Không lâu sau đó, tới lượt Tiến Linh có cơ hội nhưng thủ thành của Dortmund một lần nữa chơi tốt. Tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền nhưng chưa thể hiện được vì khung thành bị hư. Trước đó, Văn Thanh là người thoát xuống và bị Kalulebi phạm lỗi trong vòng cấm Dortmund. Tuấn Hải 2-1 cho tuyển Việt Nam. Sau ít phút gián đoạn vì khung thành gặp trục trặc thì Tuấn Hải đã có bước thể hiện thực hiện quả 11m. Cú sút tung nóc của anh giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn ngược. Hết giờ, tuyển Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu vô cùng quả cảm trước đội bóng đến từ nước Đức. Đội bóng áo đỏ đã có được thế trận cân bằng trước Dortmund, thậm chí có nhiều pha bóng nguy hiểm sút thành bàn đến khung thành thủ môn Meyer. Tuy nhiên, trận đấu đã gặp phải sự cố hy hữu chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Phút thứ 85, Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp đội tuyển Việt Nam có được quả penalty. Tuy vậy, trước khi Tuấn Hải đứng trước quả phạt đền, cầu gôn bên phía khung thành của câu lạc bộ Dortmund đã gặp sự cố. Sau đó, trận đấu đã bị gián đoạn trong khoảng 5 phút thi đấu để ban tổ chức kiểm tra và khắc phục. Đây là sự cố chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam kể từ trước tới nay. Nhiều người hâm mộ Việt Nam đã đau đớn nhục nhã bình luận rằng không biết giấu mặt đi đâu luôn, phèn hơn Campuchia, nhục không biết đâu cho hết. Mời họ về giao hữu mà sự cố buồn quá, sửa cái cột gần hết 10 phút, sút pen thổi cá hết giờ luôn. Tuổi năm nay 20 tuổi, chưa gặp trường hợp nào như thế này, chỉ có ở Made in Việt Nam. Chính thức, người đại diện lên tiếng về tương lai Quang Hải tại Pau FC. Trước thông tin Quang Hải sẽ rời Pau FC trở về Việt Nam đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, người đại diện Michel Donato Fisnese đã lên tiếng chính thức. Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành ngôi vô địch giải hạng nhất quốc gia năm 2022 và chính thức thăng hạng lên chờ ở V-League 2023. Sau khi thăng hạng, câu lạc bộ Công an Hà Nội lập tức tiến hành những bước tiến mạnh trên thị trường chuyển nhượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ đã lên danh sách và chiêu mộ hàng loạt gương mặt tên tuổi của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, từng có tin đồn tân binh V-League năm nay muốn có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Hiện tại, Quang Hải đang thi đấu cho câu lạc bộ Pau FC thuộc giải đấu League 2 nước Pháp, nhưng tiền vệ của Hà Nội thường xuyên về ngôi dự bị trong thời gian gần đây. Nếu muốn có sự phục vụ của Quang Hải ở mùa giải mới, câu lạc bộ Công an Hà Nội chắc chắn phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua lại hợp đồng của tiền vệ sinh năm 1997. Tuy nhiên, với đội tân binh V-League, kinh phí không phải là vấn đề. Mấu chốt là Quang Hải có đồng ý trở lại Việt Nam chơi bóng hay không. Trước thông tin trên, mới đây, Michel Donato Fitnessy, người đại diện của Quang Hải đã chính thức lên tiếng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi không nói gì về tương lai của Quang Hải và tôi không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Quang Hải sẽ gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Vậy là mọi người đã biết câu trả lời của tôi rồi. Hiện Quang Hải đang trong quá trình rèn thể lực tại Thụy Sĩ. Anh tập luyện dưới thời tiết lạnh 3 độ C và theo giáo án riêng của Pau FC. Trước đó, huấn luyện viên trưởng Didier Charlot cho phép Quang Hải trở về Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup năm 2022, đồng thời cũng muốn Quang Hải được ra sân nhiều hơn để phát triển bản thân trước khi quay lại phục vụ câu lạc bộ. Pau FC đã gửi giáo án rèn luyện thể lực cho Quang Hải và tôi là người tìm huấn luyện viên riêng cho cậu ấy để thực hiện kế hoạch này. Hiện tại, Quang Hải đang có thể trạng tốt trước khi trở lại Việt Nam tham dự AFF Cup năm 2022, đại diện của Quang Hải tiếp tục.
Trong thời gian tập luyện, tôi luôn chú ý theo dõi, quan sát quá trình tập luyện của cậu ấy theo giáo án Paul FC đưa ra. Mỗi khi tập luyện, cậu ấy luôn cố gắng hết sức để hoàn thành các bài tập được giao. Đây là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu ấy trong mấy tháng qua. Nhờ vậy, thể lực hiện tại của anh ấy rất tốt. Tôi rất tự hào về Quang Hải, cậu ấy chỉ còn 4 ngày huấn luyện nữa. Tôi biết cậu ấy sẽ thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo vì anh ấy đã cam kết với huấn luyện viên Charlotte Didier trước khi được phép trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ngày 15 tháng 11, Quang Hải sẽ về Việt Nam. Ông Michel Donato Ficini nói thêm, trong chuyến tập huấn của Paul FC tại Thụy Sĩ trong thời gian nghỉ World Cup 2022, tiền vệ Henry Saivet đã có những chia sẻ về Quang Hải. Paul FC đã đi được một nửa chặng đường ở mùa giải 2022-2023. Theo đó, Paul FC đang thi đấu ngày càng ổn định và đạt thành tích ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Didier Charlotte đang tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng League 2 sau 15 vòng đấu. Theo đó, Quang Hải được ra sân 10 trận, trong đó có 2 lần đá chính cho Paul FC trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tân binh người Việt Nam ghi được 1 bàn và 1 phát kiến tạo cho Paul FC. Màn thể hiện của anh vẫn chưa đủ để thuyết phục huấn luyện viên Didier Charlotte. Trong 2 trận đấu gần đây nhất của Paul FC tại League 2, Quang Hải đều không được ra sân. Lúc này, Quang Hải đang trong thời gian tập thể lực cùng huấn luyện viên cá nhân tại Thụy Sĩ sau khi các giải bóng đá châu Âu ngừng thi đấu để nhường sân chơi trong World Cup 2022. Chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ là cơ hội để Quang Hải cải thiện những điểm yếu, trong đó có vấn đề thể lực. Mới đây, tiền vệ Henry Saivet cho rằng chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ rất có lợi với Quang Hải. Tiền vệ này cho biết Quang Hải đang hòa nhập tốt hơn lúc mùa giải mới bắt đầu, nhưng sẽ rất tuyệt nếu anh đóng góp tích cực vào lối chơi, cải thiện khả năng cầm bóng và xử lý nó thật tốt. Sau chuyến tập huấn tại Thụy Sĩ, tôi chắc chắn rằng Quang Hải đã tiến bộ hơn, đặc biệt là về mặt thể lực, bởi môi trường thi đấu tại League 2 thiên về sức mạnh và tốc độ. Quang Hải vốn vẫn luôn là một cầu thủ giỏi và tôi tin là giai đoạn còn lại của mùa giải, Hải sẽ thi đấu nhiều hơn, Henry Saivet nói thêm. Dự kiến, Quang Hải sẽ trở về Việt Nam vào ngày 15 tháng 12 để chuẩn bị cho AFF Cup năm 2022. Trước đó, Paul FC đồng ý cho tiền vệ sinh năm 1997 thi đấu tại giải đấu này vì biết anh khao khát được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Didier Charlotte cũng muốn Quang Hải được ra sân nhiều hơn để phát triển bản thân trước khi quay lại phục vụ câu lạc bộ. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Truyền thông trong khu vực rất quan tâm đến vấn đề này, đặc biệt là Malaysia. Tối ngày 23 tháng 11, huấn luyện viên Kim Pan-gon đã công bố danh sách 29 cầu thủ sẽ tham dự AFF Cup năm 2022. Số lượng cầu thủ Malaysia tham dự thi đấu chỉ bao gồm duy nhất một cái tên đang thi đấu tại nước ngoài, đó là Dion Phu. Bên cạnh đó, đội tuyển Malaysia gặp bất lợi lớn khi có tới 11 cầu thủ đến từ câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim không lên hội quân cùng toàn đội. Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với Campuchia và Maldives để chuẩn bị cho AFF Cup. Tại AFF Cup năm 2022, đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng B với đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Myanmar, đội tuyển Singapore và đội tuyển Lào. Hổ Mã Lai cũng chính là đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng đấu này. Được biết, Paul FC trước đó đã cho phép Quang Hải trở lại cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup năm 2022. Đây rõ ràng là một tin cực vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi AFF Cup năm 2022 là giải đấu cuối cùng chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Do đó, thầy Park muốn có lời chia tay đẹp với đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Mới đây, tờ Harian Metro của truyền thông Malaysia đã có những đánh giá về bảng B giải đấu AFF Cup năm 2022. Tờ Harian Metro cho biết, với sự góp mặt của Quang Hải, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có sức mạnh vượt trội tại giải đấu sắp tới. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam được đánh giá là đội mạnh nhất bảng B và là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch AFF Cup. Rất khó khăn khi Malaysia nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, tờ Harian Metro đánh giá rất cao năng lực của Quang Hải ở AFF Cup năm 2022. Cậu ấy là cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt, sở hữu nhãn quan chiến thuật khá nhạy bén với khả năng tung ra những đường chuyền sắc sảo, tạt bóng chuẩn xác và dứt điểm tốt, cả trong lẫn ngoài vòng cấm. Quang Hải là cầu thủ đội nhà cần phải chú ý ở giải đấu sắp tới. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân đủ từ ngày 27 tháng 11, ngoại trừ trường hợp của Quang Hải.